Hiện nhu cầu về nông sản sạch, an toàn và chất lượng đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Vì vậy mà các mặt hàng nông sản cần đáp ứng những tiêu chuẩn để thu hút khách hàng cũng như là cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Ở Bình Dương, sản xuất nông sản an toàn được xác định là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong cơ cấu nền nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là chương trình OCOP, đến nay nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP với quy trình sản xuất chặt chẽ, cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Sản phẩm OCOP sẽ được cho nhiều người dân tin tưởng hơn, được chứng nhận của nhà nước mà, vì vậy thì đó là sản phẩm của mình sẽ được khách hàng lựa chọn và tin tưởng hơn. Sản phẩm khi chúng tôi theo cái chương trình OCOP thì được bà con cũng như là được những người mà lái buôn hoặc là những cái đầu mối họ hưởng ứng rất là nhiệt tình. Cái thứ nhất là về cái vấn đề mà dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay những vấn đề kia thì chúng tôi làm rất kỹ và bảo đảm cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách an toàn. Xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng nông sản là xu hướng tất yếu, là yếu tố sống còn của người làm nông nghiệp hiện nay. Tỉnh Bình Dương đang triển khai các chương trình tư vấn hỗ trợ, đồng hành cùng người dân doanh nghiệp, trong đó chú trọng sản xuất theo hướng phát triển công nghệ sinh học, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản và gia tăng giá trị của sản phẩm, làm nền tảng cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Gắn liền với đẩy mạnh liên kết, thiết lập các vùng sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh hàng hóa, tạo ra sản phẩm đồng chất, cung ứng ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.